chúng tôi chơi một to mê riêng dương tôi buổi tiết bạn dương riêng bạn chapter 1 ấy hay nó không cái này nó không chapter 1 ấy cứ dương bạn sạch xa vì chúng tôi bị xe và dương ai mơ cái này review và tiện tốn tìm mỗi cái dương sạch xa vì cả ba tổng vòng trầm trớ trong cả rịp cho mà sạch mạnh thì phí tiện tốn chỉ mỗi nâng phải vô và tìm mấy tiện tốn chỉ mỗi xin phó xem khen sạch chạy như vừa và kri mạnh ở chạy đám á hay là hốt vào đau dương thì dễ tiện tốn chỉ mỗi nâng fragment cho mấy tìm rằm và hai tìm phẩm mùi nâng cư dương thì dễ tìm bốn chất bắp nâng khăn ca và sao thông hay tìm phớ tiện tốn chỉ mỗi process writing. Chân lúc nông là process of writing nếu cư dương sắc xa chia đồng bôn tiện tôn chữ môi là academic chữ tù từ. Nếu trong cái lệnh process of writing đại dương viên buồn nâng viên viên pre-writing, organizing, writing the publishing. Nâng cư chia step và đưa cái chia process chữ buồn đẹp sống khăn lúc nông ca đã xây academic chữ tù từ. Các bạn thấy mươi một ai chụp phụ tìm phí đi. Dương còn ở miền ca sẵn sàng vì writing process được clear phần thế writing process nó không ca là xe chiến lược là topic sentence và process writing đã bằng hành vì supporting sentence hay là concluding sentence bài chân dương cho một đo cả lại nít cư dương sẵn sàng nó trong chapter 2 nít cư dương là dương vì paragraph structure chân lực không dùng phụ mối cư dân bàn đừng hỏi biệt là paragraph và paragraph cư miền này thay dân dùng đa từ lưu bằng đông đây phải vô đây phải vô nắm bởi dân là dê tổ tam buôn cô ca này tài giật đấy cư dân chấp bị bay phải vô đại dân cứ tầm lai là chia paragraph mối và cư vì miền bay phải vô nên đại dân sẵn xa được tam buôn khnà rế ná có vấn đề có việc sai từ lớp bậc khét ví dụ nâng về quên được có clay từ tam structure để dựng xe đây chân ở clay này dựng được sắc xa ẩm phí sầm nóng rưu có ca được biết để dựng tâm bằng ca từ chiếc paragraph nó thôi chúng phụ tí phí nâng cứ dựng sắc xa ẩm phí paragraph structure và hay chúng nói main idea sầm khăn môi khi nông tin ít cứ dựng sẽ organization được biết để ca đẹp trong cả thà khăn chương trình paragraph chương nội dung này cả thang khán cứ dùng sách xa cứ dùng miền bảy đọc này này cả thang khán đó nè và để dùng tàu sách xa nội dung này tiện quân cho môi đang cả thang khán nó cứ dùng miền bảy và kết để dùng tàu sách xa tiện tốn cho môi đang organization này tìm mỗi cái dùng sách xa một tí topic sentence và topic sentence cứ chia main idea bà rứa coi chia phải dốt đeo về bằng hai những tí cùng đất sống khăn được nóng cả thà khăn nâng cái hai là topic sentence chân dương ai đang sắc xa truyền dốt và ngày lên phía là topic hai đường sentence chân mấy thà phải dốt đại dương là xe tiện tôi thì mới là topic sentence nếu cứ sống đa từ lớp phải dốt đại dương là xe cho việc quan trở nên vật thiền là bọt nặng hề chẳng bởi dương là xe tay giật đấy viên miên pram cả tha khăn viên miên bay cả tha khăn và sân này dương là xe pram cả tha khăn chẳng bởi dỗ đại diện topic sentence main idea nó cứ bởi tố miên bay thì pro topic sentence mỗi dương là xe nó không paragraph mỗi và đại dương là xe pram bay cả tha khăn nó không tua giật đấy việc tố tầm miên là main topic nó cứ bay là main idea bà vẫn cho biết dân miền topic sentence hay dân cho ra supporting sentences nó không cái báp dân mơ lá topic sentence cứ dân miền để mùi thì bà đại diện tu tư nó không topic sentence nó kỳ chân ra phía chân cứ simple bà ca là dân pra xong tốt và vô để dân pra nắng cứ dân tạo ra và vô simple hay nó không topic sentence và vô cái tâm chăm bách tao là chia complete sentence tao là chia phải vô để miền này cục quan phải vô để miền này cục quan cứ dân ta từ lớp phải vô đại dương miền vật thiên hay đường miền predicate
Và hai bên được khét đầu tiên, rồi dân cho tầm biến controlling idea. Và sân nắp ở dân là xe phải dụ xin phó sân thân của phần mềm. Có bản tế nó không phải dụ nâng vì ọt miền controlling idea, có dân mình ai cho xe bàn đề. Đối chứ nè, tiện tôn cho môi nâng ca là xe chia liệt cả nạ. Topic sân thân ní, cư dân to là xe đà miền bật và thiên, hai nâng miền sầm nào và thiên. Hai nâng không sầm nào và thiên, nó cứ to là miền controlling idea. Và bản thân thì dân hoạt miền controlling idea thì anh đối dân được xe một bàn thì bà đối dân được xe con này dân được xe là she is crazy niềng cuộn ấy bản năng nó về short á về complete xem thân của bệnh bệnh của bản thân về hoạt miền controlling idea bà đem miền liệt cả nã để dân ai đừng được xe bàn chẳng cái này khác và men idea để dân vô mơ được xem nó cứ tạo tài cùng tôi bế hay cùng thông bế và men idea nó cái hạt là controlling idea nó hay nó bế để dân được xem topic sentence hay cứ dân tạo được xem supporting sentences chẳng supporting sentence mình ta cứ sống đa tự lưu bằng đông này phải dốt để dân pra sẵn ra thuốc là tha thịt bái đưa có phần dụng bỏ sái tự lưu topic sentence này và hai mùi tiết thì trong trói thì hạ là concluding sentence. Concluding sentence nó cứ mình này thay dân thư sạch đầy sân hạt thàn. Mình này thay nộp phê là dân tổ xe nó cứ dân ban tổ xe kia lên cả nạ. Supporting sentence tổ tam paragraph mùi mùi. Và được khi mà dân nộp khăn ông tên sạch đấy, cả thay khăn tì mùi dân tổ xe pram bởi dô. Cả thay khăn tì phí tổ xe pram bởi dô, cả thay khăn tì bấy tổ xe pram bởi dô. Nên hồn thua sạch đầy nắng. Chẳng vì biến đó đập pram bởi dô. Chẳng hạ đập pram bởi dô tầng on nữa thì hào đã supporting sentences. Đại dương được xe bắt ở thang thịt bài bởi dô rưu có priếp thiếp, rưu có chiếc bẹp narrative, rưu có chiếc bẹp descriptive tiện tốt cho môi nâng và thiên là bọt nâng. Chẳng nộp biết là dương ban được xe ở thang thịt bài bỏ sai tổ tam lẹ cả nạ chỉ răng lên và thiên hay ban dương thứ sạch đầy sân là thang. Và chẳng lại nếu cứ dân tiện tôn cho môi nâng ca thuê sự đây là thân thàn nếu cứ bị viên tiện tôn cho môi nâng paraphrase và tôi khả mục tiết bằng dân nâng viên á. Ok, nói xong trên mơ bằng tòa tiết á. Anh ấy chung xong bằng chuyện thì tu tớ thà nộp nhau được biên mê à ca được bịch nâng cứ việc tao tạm biên bán miền tù luôn nâng biên tù tùy chẳng hạ topic sân khăn nếu cứ dân viên bán đôi chuyện bà chấm này supporting sentences việc viết ban đôi chữ tua khốn hay chấm này concluding sentence cứ việc viết ban đôi chữ cực tùy chẳng nó group bài bắt này à ca để mình tự o cứ việc tao tạm biệt ba miền tua khốn là miền cực tùy và anh ấy còn là dân này dê cái này anh còn là dân dê pi là biệt cả tha khăn thì và chẳng được không cả tha khăn mùi mùi cứ bị bên bay này mà dân là dìa bên tên. Bà chia introduction paragraph ở đây, chia body paragraph ở đây, conclusion paragraph ở đây. Chẳng mấy thân được không cả tha khăn mùi 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 vì tao tạm biên cấp báo, biên tùa luôn là biên cấp tùy. Chẳng dừng dây mốt tha tao biên sạch đầy bắt đám, tao biên tùa sạch đầy hay là biên sạch đầy bắt chọc. Nếu bởi dương là dây ở clay ở ngay school staff nha. Anh ấn bởi dương là xe tờ tam các buôn viên bẹp nít bên này thả nâng cư chia chở rắc rà bó academic hay. Và chỉ các buôn chỉ skill nó có nông cao xe chỉ bẹp bắt nơi ra chả nạp bận chì. Và lời dương mơ mùi tiết cái này nít kia đại chỉ mèn mùi thả phân chú ế sân tiện tôn chỉ mùi văn ở dụt. Văn té văn ở dụt. Đại dương cho một xe nông thì nếu cứ tiện tốt cho buổi apostrophe và apostrophe rồi nè và tầm ruộng các buôn khnát này ca pra apostrophe tiện tốt cho buổi nâng niêm và chị e có vai chẳng nạ dân cắt chẳng bách niêm bổ hụt vai chẳng nạ đại miền ách dân cắt chẳng bách và niêm chia bổ hụt vai chẳng nạ đại miền ách dân cắt chẳng bách nâng apostrophe rồi nè
hay mùi tiết tiện tôn cho mùi apostrophe nâng cư vì miền tiện tôn cho mùi nâng xã hạ cam dân có thế mà xin chạy cam bật thổ mùi vì miền cam bật xin có phì ngư cơ bay nét ở nông kỳ cắt dạng mạnh tôi ca cam bật thổ khá vì miền mà cha chạy cam bật xin nâng phì nè rưu cơ bay nét là dân đạc khùn thân nì nâng chẳng đầy chẳng là nâng có buôn nê ca cắt thì cắt dạng mạnh dân bên kia đã mơ ra tha apostrophe any dân còn là cắt đồng bay bằng hai để cam mà xếp chịu thua mà đa thì và hai môi tiếp bán dân được dân vì writing process còn phần tay writing process lại đi dân mình ban được dễ tiện tốn rồi đó vì rewriting organizing với co editing này thế về con té bằng hai process mùi cứ outlining và gồm chữ ẩn á như bằng hai con cái ấn bẹp bắt này ca sẽ xây chắc rong cho ấn viên miên được nông ở tầm ruộng bẹp phọc mạt tên sẽ đây có biến viên miên tầm ruộng bẹp chế abstract writing của miên viên miên kia tầm ruộng được nông report và cái liệt nào report chia xa của viên ấy là nước viên miên rong cho ấn bảo vệ và xa rộng nào bắt tư co và chỉ là bài ca sao triều lệ cả nạ xanh bên lửa khi ta đi chứ là nước biển biên outline mà viết bằng những sẽ cơ hay một tâm một tiết dân biên preview rồi lực mê riêng lần vinh được nông chủng phú và tì bì nâng hay một tâm mỗi dân biên writing assignment summary writing one dân tớ đến hạt tờ xe và ok, nói xong mình chơi từ buổi tiết nhé. Bà nói dân mơ con là lại nếu dịp tiệm tôn cho môi nó organization. Chẳng bằng kiểu data as you learn in chapter 1 đôi chân nên tặng học nếu bạn sật xa hai được hơi dùm phụ mùi. Thà ra ra biệt thà cả thà khăn ní cứ chia crom rứ có chia một đông nây phỉ dốt đem bên ca chốt biệt quần thân ní. Bà dân trong mơ cả lại nếu bà một đông phỉ dốt nét crom phỉ dốt đem bên ca chốt biệt quần thân ní này. Chẳng bên này thá rốt của vô tình ơ đại dân được xế nộp rộng cả thà khánh trông của vô nâng cử tao tại miền ca chốt biện quần thân này đâm bay bằng hai nhận phí unity đâm bay bằng hai nhận phí coherence đại dân được xế tha tiện tôn cho môi nâng quay giờ co ở đây rươi co sầm đông của vô chương của vô ấy tình ơ nâng cử sắp tại miền ca chốt biện quần thân này tình ơ hai bật đông nay phải vô tầng o nắng cứ về bên ca cho việc con khí hai nền dây sầm đau từ lớn cũng được để mùi và nâng cái oai chùa tha ở group alternative sentences chơi đạp trống về là cả tha khánh cứ chia trống nay phải vô để về bên ca cho việc con khí đại dương pra nó cứ đồng bay tạ tèn việc đi vào lọc nó dương ai tạ tèn vẫn vô bỏ sai từ lớn man hay đi để mùi thứ nhất bà crom phải vô nâng một bay kia phải vô nâng tịch đấy gần cái đầy ca được xé nhưng cứ là mấy oi làm khô cùng đất và bà phải vô nâng cứ miền ca chật kẹt tồn thì hay vận động đây phải vô tầng on ý đại dương pra tớ cứ dương đó từ lơ tài mẹn ai đìa mùi thì bởi dương này dây tớ à phía là đi vào lọc đó ta support các bạn này bởi dương ai pra phía xa mùi thế kia ta support chẳng mê tha à vận động phải vô à bản đông đại bản đông phải vô đại dương ở C thì hai tam bản đông phải vô nắng miền này thái dương pra viết cứ đập bay support này support từ lưu man idea và support từ lưu man idea là muối chẳng miền này thái nục nong cả thà khăn muối vì miền man idea từ muối thì dương anh đem miền là cả thà khăn muối vì miền man idea pi rồi của miền man idea bay ở nước cứ miền tây việc lực lên tại nục nông introduction paragraph và nục nông introduction paragraph là nó cứ dương ai được dưới và tiện tôn chuẩn bôi đường ban ai điên nó cứ bảy bờ sân là dương là c trang là thà khán hay bờ sân thì dương là c bốn là thà khán men ai điên nó cứ vì miền phỉ và nó bờ dương là c bốn là thà khán có phần tay dương tao vô chuyện tu từ nhé
vô nhiệt tu tâu thà nó không pha đặc ra mùi chắc bắp được kê là dế đó nó không pha đặc ra mùi cứ miên man ai đưa tới mùi thì chẳng bằng cái oi nội dung nơi thà cả tha khăn cứ chỉ cầm tiền cầm vô xong đó chia bằng đông vô đang dương pra mất đầm bay support đầm bay quầm trô tự lưu man ai đi và bỏ bạc kia là bọt nặng đầm man ai đi nó kì hà ta topic or the paragraph này thì bạc dương cho nè chẳng biết là topic or the paragraph nó cứ bên đây là topic sentence và cái này bậc kia là gì là topic or the paragraph miền này khá về từ chia topic dần thành và những cái lại đần và đôi khi thế nào thì lại topic or paragraph miền này khá topic dần thành à chẳng bờ sân chỉ dương ở miền topic dần thành thế cứ dương mình ai được xây ở tha thì bài bản thì và dương mình ai được xây cả thì chẳng khi mình đã được xây vô rư có bằng đông phải vô tiếng lái để miếng topic sẵn khăn đi và tôi chia ở tập bọt nâng chia liệt cả nạ tên dịch đây cái đấy và rư có chia liệt cả nạ mối sao chiếu khi xa đi rư có chia xanh bên cả đôi đánh khác rư to tầm miếng và thiên là bọt và hai vật to tầm miếng topic sẵn khăn để dân tàu xì thì là nó không chủng cụ đi nên tầng ọc nên được ban sạch xa ẩm phí sầm nóng lấy cả thà khăn đồng ẩn nhà đà paragraph structure in the teal cả thì muốn cười dân con được xe chia liệt cả nạ thì dùng một lấy là bọc paragraph thì phần năng tế mình ban tiện tôn cho mùi nâng sạch đây lầm ẩn của bọc paragraph thì nhé chẳng cho to tàu nấy dân được sạch xa được không dụng phụ nấy cười dân sạch xa lầm ẩn ẩm phí sầm nóng là bọc cả thà khăn rồi biết là dương có bằng cơ tôi chia cả tha khăn rất là to và xe bẹp mạch chẳng lại nếu cư dân viên là si phá cái đập miền bày này là bỏ cả tha khăn chẳng cả tha khăn cứ bị miền bày này cứ tìm mùi nếu dân miền bày này tìm mùi cứ topic sẵn thần tì bí sa bỏ rõ supporting sentences và tì bí cứ xâm đa tự lưu của dô đại dương dô tục ra đầm bày support tự lưu topic sẵn thần hai phần tập móc bán thì bài đó cứ concluding sentence và chỉ phải dốt sẽ đây sẽ là thà chế giờ mơ cái này nick đã là the topic sentence tells what the topic the paragraph và is going to discuss rồi nhá chẳng là topic sentence nó cứ việc prap dương và prap dương là ta và thiên là bọt nắng và tha khăn là dương là xe nó cứ như vậy ấy à cả tha khăn để dương bầm rong nâng để chê bầm rong nâng sợ xê để cất nâng sợ xê nâng ta cả tha khăn nâng a sầm tốt ta bật thiên là bật nâng viên là dây bị ấy chẳng biết đây tha topic sân khăn nâng án cứ việc bạp dương lùng ép âm phi sạch rưỡng để dương sợ xê âm mà đại dương sợ xê à tha thì bài chia pram bởi vô đọc bởi vô rồi có bởi phê bởi vô à đọc bởi vô, pram bởi vô, nếu là dân ai đừng bán cứ đừng đòi xa topic sân khăn là ngày. Và chân bên đây tham mấy, bên đây tham, nó không có tha khăn, nó cứ dân mình ai được xế, đòi miền topic sân khăn thì. Chân bằng cái này này là topic sân khăn cứ bị bạp dân. Thả thả bà thiên là bật, nó cứ chia bà thiên là bật ấy, để cả tha khăn nó nâng lượng dốt tôi để dế, lượng dốt tôi để chế nâng. Và nâng mùi, tiệm tốn thì mua được topic sân thần. Hãy tại tiết dương đừng riêng lùm ếp tiệm tốn thì mua nâng sầm đóng rồi có topic sân thần này. Để tiệm tốn topic sân thần và tiệm tốn thì mua được controlling idea về tiền. Và tìm bí supporting sân thần này về quan đề chia cặp đó sẽ đây lùm ếp tiệm tốn thì mua nâng topic đừng tay bọn đó. Bởi dương là dây mô ạ, biết là supporting sentence nâng mình thấy chỉ bắt ở tha thì bái để dân vô tục ra đầm bay vô bỏ sai bà rưu con được tiền rưu con chỉ bay phải quân ở nía để tiện tốn chỉ mua những topic dần khả năng bà thấy ba nói chỉ chúng nói tiền bay nữa cứ concluding dần khả năng bên đây thay vì dần khả để summarizes chẳng bên đây thay tuôn được tí là ba
phần paragraph và tiếng bay nâng cư viên viên tôn được tí khọc này lọc hiệp xông để dây mối thà tì mối viên viên tôn được tí prap dương à phía thọ phim xem thêm nâng cư viên prap này an và việc prap này an thà dương được xế bị ấy nâng việc prap đó này an đó mà nâng thọ phim xem thêm nâng cư viên viên mục nghề vía việc bằng hai prap đó này an thá nó không gặp tha khăn nó cứ dừng được xe thì ấy nên là topic sẵn khăn hai chấm này chấm nói tí phí này tuần này tí là ba chấm nói tí phí cứ bắt đầu sạc đầy lũng ẩn đều sạc đầy lũng ẩn nó cứ dừng bên được xe miền lơ chỉ kho tang miền lơ chỉ ôn cho ho đều việc phân thì buôn được một kia là bọt năng và bên này tham nó không support thêm sản thêm xe nữa cứ bên này tham dân là xe bắt đầu tham được bái cứ bên này tham dân đầu tiện là hay có dân đầu họ ta và đây bằng hành tập kế tiện tốt cho bôi đừng là topic sản thêm nâng của đó là topic sản thêm là dây bị ấy dân an an thì topic sản thêm là tham ấy tờ dân miễn họ ta cũng rất là chẳng có lẽ support thêm sản thêm nó cứ dân là xe nó cứ đừng bay bà liên tập đang bằng hai bà tôi lưu ở với đại dương ba này dễ được nóng topic sân thành lần hãy đào tôi nửa ti là ba cả tha khăn ti bay nước cứ về con ta sân khe phlâm xa ruộng bà bây giờ mà dây máu sân khe phlâm xa ruộng đi nhưng ai ta chỉ restate có bán được là nhưng ai ta chỉ liệt cả nạ mới bà paraphrase bà dân ai được xe tôi chia cả thao viết được gọi dân là xe sân khép mua lần này bà sân khép mua lần này đấy dân ai miên đẹp cả nạ sân khép và tam pha là cả mùi muối của miên đứa gọi sân khép restatement nó cứ dân ai sân khép được nóng bà ăn thập bọt tiền mua của miên bà đẹp khá kia là xe nó không có tha khăn với cái thư sức đây sân là than rồi mùi cả tha khăn mỗi cái thứ sạch đây sân là than rùa mùi có bằng té nẹt là tứ khi mình xe chân té cái chăm một thứ sạch đây sân là than rùa ông ma thay dân là xe bay cả tha khăn chân tớ tua sạch đây tiền bay nâng tua sạch đây tiền bay được tua sạch đây tiền phí thì học bạn đi pha gặp nâng nó về để dân ban được xe tha tiền bay chọc sọc rộng hết dân ác dố cùng nứt đại dương là xế nục nông tua sực đây tì muối tua sực đây tì phí tua sực đây tì bay nó dốt máu sực thép nục nông concluding paragraph với sực thép ruộng nục nông ạ tập bọt tay sực đây tình mũ đưa có ạ tập bọt sao triều lưu bọt thêm là bọt tình mũ là chẳng đôi chiên nục nông xa rằng na ấy cứ dân biên chẩm phụ tì muối biên chẩm phụ phi hay biên chẩm phụ trong còi kế đang dương việc vốn cho bôi sự đây sân là thà năng chẳng sự đây sân là thà nó cứ về miền tầm lấy tầm khăn đại dương ai thưa oi này ai đừng ánh ai tập từ lơ sạch đây là bọn ăn tập bọn từng muốn và đời nghi và chuyện cái dân an khá dân an cho anh phải dân một tầng thà ăn tập bọn từng o nó viên là gì từ lưu sống khăn ấy khá chẳng hãy ban cái thứ sắc đây sanh tha nó cứ sở rộp vô cùng rất sầm khăn để dương ban là xe nó vô vào thứ bà chí sắc đây sanh tha là bay bình chọn chẳng bà sân nhật dông là dê ở bên tên bà dương là dê đời nghe nó nó khăn ông tên sắc đây để dương là xe pram cả tha khăn rồi gặp buôn cả tha khăn chẳng cả tha khăn đây sầm khăn miên tập phi tê cứ in được đa sân pha ra từng muối hay là conclusion paragraph trong coi những buổi và xem để dân kia là sẽ introduction paragraph hai có đối với dân kia là sẽ conclusion paragraph này và nó người dân tầm bốn người dân riêng tam ngày tối tối và một là dân thiên chôn là đau ca là sẽ bè liệt cả nạn sao triều hồng thông đôi chia sa đà na đôi chia case study rồi có project ấy là nó cứ là dân check buồn tôi phải đăng từ bà chân cái này đi cái đạn lệnh bay cái thằng concluding sentence nó cứ việc sẵn khép từ lưu man point này thời nhất man point
men phán chân dây thao quay được dân được xe bị khăn lơ mó dân được xe và man tầm phố buôn trăm tầm phố buôn ấp tầm phố ấy năng chân số thao quay được dân được xe tầm on ấy dân viên dây chùm đôi ấy khá chân thì xa mà rái cho chùm đôi sầm khăn nó vô một thứ sạch đây sầm khai rứ mà giang tiếp kịp ra bìa mũi hạt đà restate đấy bà restate nó bởi dân là dây mốt hay chốt bọn là dây xa lòng bình restate đó nè mẹ đại bởi dân là dây mềm tém vô mốt rụng lực lăng vánh bà rụng lực lăng vánh đoàn lệ án đã đoàn lệ sử xế đoàn lệ án nó thật à tập bật dân tiền bốn tờ xe bị ấy chân thì dốt à topic xâm thanh năng án cư dân dốt bóp tờ xe lăng vánh vô bộ rụng lực lăng vánh quần tá dân tạo ra phía xe bà dân tạo ra sầm năng của dụ xế hay nằm phía nó xế cùng hỏi phía nó bị chuẩn thị bà cũng ói dân ra phía chuẩn thị đã dân được xe bị bồn và chẳng những ai từ xe của ta họ thà nó trong in được đa sân pha đặc rãn nó cứ dân được pra structure và dụ bẹp mách ra phía phía phịch bẹp mách cả trong cổng nứt nó cứ dân được xa đôi chân này và nó bây giờ dân vô một rí xe thu sạc đây sân là than nó trong concluding sentence nó trong concluding paragraph nó cứ dân để xa phát cổng nứt nó cứ đôi chân này dân để xa phát cổng nứt đôi chân này cho nên introduction paragraph chẳng phần tế còn đại sống năng của dô được có phía nó cứ dân ra khọc này và dân ai ra dân phía xin là niêm rồi sống năng của dô đeo vì ai ra dân buộc này bán à và nó thì ra dân nó thì hạ tà rin stage bài chấm mấy tháng lúc nông introduction paragraph hay là conclusion paragraph nó cứ việc đôi chạy khí rì việc con đặt khó trọng thai sầm năng của dô nó cứ việc khọc ní cà bà bịa bệnh nó cứ việc khọc ní bà nó chăm là dân riêng tàu thẳng mục tiết bà ok nói dân cho tư một step tiếp lại ní dân mơ nè bà nó chìa chìa outline mùi đấy chìa outline tôi đã ở paragraph slide a sandwich nên cái thang paragraph bị bắt đối trên nông sandwich chẳng the topic sentence and concluding sentence are the two pieces of bread enclosing the meat the supporting sentences nè cái bắt chừng chẳng cái thang cái thang khánh cứ bị bắt bắt đối trên nông sandwich cái thang topic sentence hay một con concluding sentence nó cứ chỉ nông bằng phi nôm bằng vì đồng nắng đây dùng nôm bằng đại kiện đặt hàng lớn nó đặt hàng cái đó mà nhá đại học nôm bằng này including mà là in in closing meta dân dân đặt bằng tiền nôm bằng vì nó cứ nó hàng lớn mỗi nó hàng cái đó mỗi cái nó phải đặt quạt dùng vĩnh từ đằng à sạch đằng sạch tức cứ supporting dần thành đằng này tua sẽ cái đấy rồi đấy chẳng hạn tôi sẽ đấy cứ việc liên ban đối chỉ sành trong này air topic sentence nên concluding sentence nó cứ việc liên ban đối chia lồng bằng vì chúng lên để dân đạt một thuộc về hàng trò mỗi về hàng lừa mùi bài cho dân mơ cái này nên mỗi dân tâm này topic sentence liên ban đối chỉ lồng bằng thì mỗi hay trong này air supporting sentence nó cứ sạch hay ban concluding sentence nó cứ lồng bằng chúng ta topic sentence và concluding sentence tiếp ban đối chỉ nôm bằng sắp tập nôm bằng cái này là supporting sentence nhất là tiếp ban đối chỉ sạch bà sạch để dùng para nó không là nôm sẵn với chứ nè bà ok rồi dùng xong bữa nay sẵn bà học nếp bà lô bữa lẽ bà